Tiếp tục ghi nhận về dịch COVID-19 tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, một trường hợp ngụ ở ấp Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức là vợ của bệnh nhân COVID bị lây nhiễm từ ngư dân xã Phước Tỉnh khi đến khám ở phòng cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa từ chiều 28 tháng 6, được đưa cách ly tập trung ở Trung tâm Y tế Long Điền. Cho đến tối hôm qua 3 tháng 7, chị đã được xác định nhiễm COVID vì hai lần xét nghiệm cho kết quả dương tính. Như vậy, huyện Châu Đức đã ghi nhận 5 ca COVID-19. Trong hôm nay 4 tháng 7, qua truy vết, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện 90 F1, 683 F2 từ các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Kết quả xét nghiệm đến thời điểm này cũng cho thấy 773 trường hợp F1, F2 được Trung tâm Y tế huyện Châu Đức lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu vực phong tỏa Sơn Bình liên quan tới ổ dịch Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến nay thì công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch thì đang được địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Và đến thời điểm này thì qua công tác truy vết thì có 626 trường hợp F1, F2 và theo kết quả xét nghiệm thì tất cả các trường hợp này đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Liên quan ổ dịch tại xã Sơn Bình được ghi nhận từ sáng ngày 2 tháng 7, hai vợ chồng là tiểu thương lấy hàng từ chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Qua truy vết đến nay, địa phương đã phát hiện 43 trường hợp F1, 583 trường hợp F2, tất cả các trường hợp sau khi xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đến hôm nay 4 tháng 7 cho kết quả âm tính lần 1. Hiện nay thì xã vẫn đang tiếp tục truy vết đối với các trường hợp F2 còn lại. Bên cạnh đó là vận động toàn thể nhân dân ở trong xã đi ra cái khu vực để lấy mẫu xét nghiệm. Còn riêng ngày hôm nay xét nghiệm khoảng 400 trường hợp nữa thì chưa có kết quả. Huyện Châu Đức đã phong tỏa một phần ấp Sơn Tân và ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức với tổng số 32 hộ, 134 nhân khẩu, phong tỏa hai chợ dân sinh tại xã Sơn Bình. Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo Ủy ban dân xã Sơn Bình thành lập tổ hỗ trợ đảm bảo cung cấp các hàng hóa và nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực bị cách ly phong tỏa trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã vận động được 40 phần quà hỗ trợ các hộ dân khó khăn nhất trong khu vực bị phong tỏa. Riêng cái khu cách ly hiện nay á, thì tại chúng tôi đã được hai khu cách ly, một là Chúa Rau, hai là Sông Cầu. Là Chúa Rau hiện nay thì cách ly 73 F1 và tại Sông Cầu là 17. Tổng số là chúng tôi cách ly tại địa bàn huyện chúng tôi là 90 F1. Ngoài ra thì Sơn Mộc cũng đã chuyển qua đây 39. Thì đến thời điểm này thì trong cách ly tại hai khu vực này chúng tôi còn khoảng trên dưới khoảng 230 Châu Đức có một trường hợp F1 là thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đang được cách ly tại trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rau. Thí sinh này sẽ thi tốt nghiệp vào đợt sau.